như thế này, đẹp như thế này, bãi zin luôn, sò zin, nguồn zin, tụ zin. Âm ly này đánh hai đôi loa 1 và 2, hay còn gọi là A cộng B, chỉnh bát chép. Ở đây, gạt này, cân loa ở đây, đường vào CD, đường vào 1, 2. Tôi chạy đường nào thì bấm nó sáng ở đó nhá. Âm ly này có đèn tia, 2,5 triệu đồng thôi. Mở âm ly nó lại ngon như thế này thì có gì mà phải không chơi. Tụ lọc 4 con sò than 2 vít, nguồn rất to đây, gấu. Nội thất bên trong rất sạch sẽ và đẹp. Tôi quay mặt sau các bác cùng xem. Âm ly này sản xuất tại Nhật Bản, điện 100V, 155W, AX600, số series nó còn đây, 1640, có đúng một con thôi. Cầu chữ U, các đường vào, đường vào CD, đường vào số 1, đường vào số 2. Tuner ở trên này, đĩa than ở trên này. Cầu chữ U, rất hay. Chức năng làm kiểu bao rể. Tôi sẽ đậy cái nắp vào, các bác cùng theo dõi. Không biết con này có chức năng bao rể không, tôi không để ý hết được đâu. Thôi nói chung là âm ly thôi. Nó có cầu chữ U thì thường nó là bao rể, nhưng mà cũng không thử những cái tính năng đấy đâu. Đây, sau khi đậy nắp vào em nó đẹp nuột như này. Nuột không các bác? Nói là cái vỏ, cái hình thức của âm ly này nó quá đẹp, quá mới luôn. Xuất sắc thì phải có chứ, không tránh khỏi đâu. Nhưng một con âm ly bãi giá như thế này thì quá mới luôn. Tôi mở to mời các bác cùng thưởng thức âm thanh. Qua trái, qua phải, tất cả đều ngon nghe. Lao lướt đây các bác nha. Cái chất âm của con âm ly này nó rẻ hơn rất, nó đắt hơn rất nhiều cái giá tôi bán các bác nha. Qua thôi, tôi để những cái giá rất là dễ chịu cho các bác chơi. Rất nhiều con âm ly nó độc, nó lạ. Con này thì phải nói là nó độc đấy các bác ạ. Bởi vì chắc tìm con thứ hai ít lắm. Lao lướt ạ. Mua con âm ly này, nó còn được hời hơn nha. Được lãi, lãi về cái giá trị của nó.